work nghĩa là một cái, để thầy tắt cái chat này, một cái cuộc dạo chơi trong rừng nhá, một cuộc đi bộ này, một cuộc dạo chơi ở trong rừng là một này, một cuộc đi bộ nhá, đi này, một đi trong forest ở rừng các bạn nhá. Còn nhắc lại là a walk in the forest. Good job. One more time, một lần nữa nào. A, đáp biểu walk in, chứ nào, in the forest. Okay, good. A walk in, à, từ từ thì tắt cái đèn ở sau đó, nó hơi tròn. A walk in the forest, okay. Nghĩa là một cuộc đi ở trong rừng các bạn nhá. Thầy xin mời một số bạn phát biểu nào. Ok. Thầy xin mời bạn Khả Ngân xem nào, Khả Ngân phát biểu đi. Anh quick. Đọc đi. A walk in a forest. Okay. Good. Bạn để mình nhỉ? Đọc lại là a walk. Cả lớp đọc lại đi. A walk. A walk. In the forest. In a forest. Okay, for me nhỉ? Forest. Forest. Okay, very good. Okay, good. Các bạn nhớ nhắc lại cho thầy nha. Bây giờ bạn tắt mic đi, cả lớp nhắc lại cho thầy nào. A walk in the forest. Đây, các bạn mà muốn tra phát âm từ này ấy, từ này cũng forest. Okay, mình sẽ wait a second. Okay, các bạn nhớ âm y nhá. Forest. Không đọc là forest nữa nhá. Forest. Y nhá. Forest. Forest. Okay, forest. Okay, không phải forest đâu, forest. Yeah. Để lối phát âm rất là nhiều bạn đọc sai nhá, rất là nhiều bạn đọc sai, kể cả nhiều thầy cô cũng đọc sai luôn nha các bạn nhá, không phải là mua các bạn đâu. Ok, đọc lại xem. A walk in the forest. Ok, a walk in the forest. Ok, now let's learn. Mình học nhanh cái bài này nào. The first one, hat. Âm hat mình đẩy hơi ra. Hat. Ok, hat là cái mũ này, a hat. Ok, a hat. Yep. Thường là cái mũ mũ rộng vành. Thường là cái mũ mà mũ tròn tròn, mũ rộng vành ấy gọi là hat. Còn cap là mũ lưỡi chai nhá, các bạn phân biệt này. Mũ. Ok. Mũ lưỡi chai nhá. Cap. Đây các bạn tra Google là thấy ngay này. Các bạn có thể là muốn biết từ nào, nhiều khi là mình tra Google hình ảnh các bạn nhá. Ok, mình cho các bạn xem này. Mình Google nhá. Hat này. Ok. Đấy, hat là cái mũ rộng vành như này nhá. Hat là cái này. Còn cap, ok. Tra là cap. Các bạn nhớ cái viết search Google nhá các bạn nhá. Đấy, những kiến thức này nhiều khi thầy cô cũng không biết đâu. Đấy, chỉ những người tiếp xúc tiếng Anh thực tế như thầy biết. Ok, đi Mỹ như thầy biết. Ok. Cap, everyone. Cap. Ok, or hat. Hat. Good, repeat. Awesome, tiếp theo nha. Gloves. Là đôi găng tay. Ok, gloves. Thầy sẽ check cái phát âm cho bạn nha, coi cho phát âm cho chuẩn nào. Glove. Ok, everyone, má nào. Glove. Glove. Ok, everyone, one more time. Glove. Good. Glove. Ok. Now I will invite one person to say it. Thầy xin mời một bạn làm mẫu cho lớp mình nhá. Wait a second. Ok. Wait, where is it?
ngân sách này. Ok, mời bạn Thủy xem nào. Hoặc là Mạnh Dũng xem nào, nói đi. Quick. Mạnh Dũng. Glove. Hat, cap, glove. Ok. Bạn Thủy nói xong để mình lại nhá. Ok, again. Hat. Hat. Good. Cap. Gloves. 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 Glove. Okay, good. One more time. Hat. Hat. Good. Cap. Có nhắc lại đi. Cap. Rồi bạn, tắt mic rồi. Cả lớp nhắc lại. Cap. Chữ P nào. Cap. Gloves. Okay. Gloves là đôi găng tay nha các bạn nha. Awesome. Tuyệt vời. Mình học tiếp nào. Let's keep learning. Okay. Tiếp theo. Necklace. Okay. Các bạn thấy không nhỉ? Necklace là cái vòng cổ các bạn nhé. Necklace là vòng cổ này. Repeat after me. Necklace. Chữ L uốn lên này. L uốn lên. Necklace. Ok. Necklace. Ok. Next one. Jacket là áo khoác. Ok, everyone, jacket, jacket, ok, repeat one more time, lần nào, jacket, ok, gloves, găng tay là gloves, ok, ok, let's go, tiếp tục đi, sweatshirt. Áo len các bạn nhá. Con nào nào? Sweat shirt. S gì nào? Sweat shirt. Ok, mình phải đi hơi nhanh một chút nhá, nên các bạn ai mà chưa làm được thì về nhà xem lại video nhá. Chưa hiểu thì về nhà xem lại. If you don't understand, you have to watch this video again. Ok. Repeat. Sweat shirt. Ok, S ha nào. Shirt. Good. Next one, pants là quần dài. Ok, excuse me, sorry, xin lỗi. Khi thầy hát xì các bạn phải nói là gì? So when I sneeze, ok. Khi tôi hát xì. Khi này, ai là tôi này, hát xì, ok, khi tôi hát xì ấy, so you have to say bless you, ok, đấy cái văn hóa của người Mỹ nhá, it is American culture, ok, so when someone sneeze, you have to say bless you, thường các bạn phải nói là bless you, alright, nghĩa là Chúa phù hộ bạn nha. Đấy, người Mỹ thường nói như vậy. So when you sneeze, so people say bless you. Thầy hát xì lại lần nữa các bạn nói là bless you nha. Yes. Good job. Tuyệt vời, rất tuyệt. Ok, awesome. Next one. Sneaker. Ok, nghĩa là giày thể thao. Ok, đọc lại xem. Snickers. Hay gì nào? Ok, hai răng cắn lại thổi ra nha. Snickers. Ok, one more time. Snickers. Next one, tiếp theo nào. Shoes. Giày nói chung nhá. Nói chung các loại giày luôn. Again, shoes. Good job. One more time. One more time. Shoes. Awesome. Tuyệt vời. Next one. Boots. Giày cao cổ. Okay. Again. Boots. Good job. One more time. Boots. Okay. Giày cao cổ các bạn nhá. Giày cao ấy. Giày mà cái
nó cái cổ cái giày nó cao lên nhá. Boots là số 10 này. Good. Now I'm going to invite someone to say something, okay? Thầy sẽ mời một bạn nói cái gì đấy nhá. Thầy sẽ mời một bạn nói gì đấy đâu. Mời một bạn gì nhỉ? Đọc lại cái từ này thầy sửa nhá để cả lớp sửa theo nào. Anyone? Bạn nào nhỉ? Bạn nào giơ tay nào? Bạn nào giơ tay? Ok, xin mời bạn để xem nào. Em thích các bạn V102 hơn, các bạn nói rất là nhanh. Ok, xin mời bạn bạn nào mới nhỉ? Anh Kiệt xem nào. Anh Kiệt, ok, say anh Kiệt. Anh Kiệt nói đi. Bless you. Ok. Necklace. Good. Boots. Ok, again. Cái từ này có phải đọc lại này, SH này. Shoes. Shoes. SH mình phải giống như chữ đấy. Shoes. Shoes. Really good. Ok, good. Từ đầu tiên nào. Bless you. Bless you. B. Đọc lên B nào. B. B. L. L. Bless. Bless. S gì nào? Bless. Bless. You. You. Ok, bless you là Chúa phù hộ bạn các bạn nhá. Bless you. Ok, good. Awesome. Tuyệt vời nhá. Ok, next. Tiếp theo đi nhá. Tiếp theo. Next. Để xem có cái nội dung gì hay thầy dạy các bạn tiếp. Necklace, ok. Ok, good. Do you understand everything? Các bạn đã hiểu chưa? Nếu anh hiểu bài thì comment là gì ạ? If you understand, please comment understood. Ok. Thầy hỏi là gì ạ? Do you understand? Nghĩa là bạn có hiểu không nhá? Anh chưa biết ghi vào nha. If you don't know, please write down. You là bạn này. Understand là hiểu này. Hiểu các bạn nha. Do you understand? Các bạn nhắc lại cho thầy nào. Repeat after me. Nhắc lại đi. Do you understand? Good job. One more time. Một lần nữa. Do you understand? Tuyệt vời. Ai hiểu thì comment là gì? Understood. Hiểu rồi. Hiểu rồi nhá. Ai vẫn đang hiểu bài nhỉ? Thì comment là understood. Nếu chưa hiểu thì comment là gì? Vẫn chưa nhá. If you don't understand, please comment not yet. Vẫn chưa này. Quan nhá. Not yet, vẫn chưa. Comment đi nào. Ồ, rất nhiều bạn hiểu.